Dự thảo luật đất đai sửa đổi, bổ sung năm 2023. Chương 14. Thủ tục hành chính về đất đai. Điều 224. Các thủ tục hành chính về đất đai. 1. Các thủ tục hành chính về đất đai bao gồm A. Thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất. B. Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, công nhận quyền sử dụng đất. C. Thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại, đính chính giấy chứng nhận. D. Thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất. D. Thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất. E. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ quan hành chính. G. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. H. Thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai. I. E, thủ tục hành chính khác về đất đai. 2 chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 225. Nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. một, Bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, chính xác giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. 2. Bảo đảm ngôn ngữ, phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, lồng ghép trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền góp phần cải cách thủ tục hành chính. 3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đã kê khai và của các giấy tờ trong hồ sơ nộp. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không chịu trách nhiệm về những nội dung trong các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó. 4. Các thủ tục hành chính về đất đai quy định tại khoản 1 điều 224 của luật này được thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc trên môi trường điện tử và có giá trị pháp lý như nhau. Điều 226. Công khai thủ tục hành chính về đất đai. 1. Nội dung công khai thủ tục hành chính về đất đai bao gồm: a. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính. b. Thời gian giải quyết đối với mỗi thủ tục hành chính. c. Thành phần số lượng hồ sơ đối với từng thủ tục hành chính. D. Quy trình và trách nhiệm giải quyết từng loại thủ tục hành chính. D. Nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí phải nộp đối với từng thủ tục hành chính. 2. Việc công khai về các nội dung quy định tại khoản một điều này thực hiện bằng hình thức niêm yết thường xuyên tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Đăng trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Dịch vụ Công cấp bộ, cấp tỉnh, trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Điều 227. Thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. 1. Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, bảo đảm thống nhất giữa thủ tục hành chính về đất đai với các thủ tục hành chính khác có liên quan. 2. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan ở địa phương để giải quyết thủ tục hành chính về đất đai và các thủ tục hành chính khác có liên quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính về đất đai phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định và công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 4. Người sử dụng đất và người khác có liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục hành chính về đất đai và các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.